có Facebook được, không có Zalo được, không có Facebook được, không có Zalo, không có Facebook, không có Viber được, không có Tango được, không có gì, không có gì cả. Mà chỉ có TV Trắng Đen, mà một tuần là chỉ có thứ bảy chủ nhật mới là có ca nhạc với cải lương với kịch Sài Gòn coi thôi đó, còn cả tuần nữa là chèo đồ nơi chèo với tuồng đến mức độ mà không có gì coi á, mà thấy tuồng cũng hay thì không có gì coi á là coi riết thấy không có gì coi thì kịp quay tuồng cũng được rồi quay chèo cũng được đấy. Mà ngồi dưới qua một chập đấy tức là có những cái mình tưởng nó không hay nhưng mình coi một lúc tất cả những cái bộ môn nghệ thuật, tất cả về sân khấu này, kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, hát bội, có những cái mình không thích nhưng bởi vì là không phải là nó không hay mà mình không biết coi, mình không biết thưởng thức thì mình tưởng nó không hay. Và khi tụi con chịu khó quan sát, ngắm nhìn, lắng nghe là tụi con thấy không có một cái loại hình nghệ thuật nào mà nó dở hết trơn á đó. Và chú yêu đến cái độ mà chú xem người ta diễn và TV Đài Trắng Đen xong rồi bắt đầu là đoàn lúc đó em nhớ là đoàn cải lương Đồng Tháp là có nghệ sĩ Hoài Thanh và nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền ra ngoài Huế biểu diễn, thì kéo màn ra một cái, lần đầu tiên chú đi qua cải lương ở ngoài rạp, kéo màn ra một cái là màu sắc úi cha là trời ơi đẹp, tại vì mình thấy trên TV là tức là kim tuyến nó cũng có chiếu mà hồi bé là thích nhất là hồ, sao nó mặc áo hồ vậy, sao không hồ chiếu thích nhất là chiếu giống cái đôi bông tay của con á đó, con á con cột đó con người đó nghe bạn ơi, trời cột tóc được ha, mà ông một đường màu hương bầm được, màu hương mà bầm được, màu hương bầm màu hương bầm thì kéo màn ra một cái thì có biết không, diễn tuồng thạch sanh lý thông hiểu không, thì tới cái đoạn mà giết chặn tinh đó thì là thạch sanh lý thông nói là bây giờ anh nhảy xuống dưới đi rồi anh giết con chặn tinh dưới đó rồi cứu công chúa lên, thì trên này là lý thông lắp cái giếng lại là hết phần một, là đóng màn, là giải lao rồi nghỉ 10 phút 15 phút rồi để mà ăn bánh rồi ăn cà rem đi toilet được thì mới là diễn tiếp đúng không. Thì chú nôn quá đi, lúc đó chú học cũng học lớp 4 lớp 5, chú ngồi dưới xong rồi chú nói chờ 15 phút lâu quá, chú đi ra sau sân khấu á chú coi thử là số phận thạch sanh như thế nào. Thì chú cứ nghĩ là sân khấu là cuộc đời hồi bé, chú yêu nó đến mức độ mà chú tin nó đến mức độ mà cái người nghệ sĩ người dân người ta diễn hay mà khán giả ngồi chỉ là tin trên đó là thật. Chú nói vậy thì các con hiểu rằng là khi các con làm một cái việc gì mà các con tin cái điều đó là thiệt, lúc các con khóc các con tin điều đó là thương thiệt thì khán giả sẽ khóc, mà lúc con thấy mắc cười thiệt thì khán giả sẽ mắc cười. Thì mọi người tin như vậy mà chú cũng tin như vậy, mà chú ra sau sân khấu chú tìm qua thạch sanh là như thế nào, qua số phận thạch sanh thì trời ơi hỡi ơi trời cao như sụp đổ, thạch sanh mà cùng đùi nhau, tại đang giải lao đi, đang giải lao.